Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Solution Set Team. Thì ngày hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi xem một căn hộ. Thì căn gốc, căn 2 phòng ngủ ở tòa T1A thuộc dự án Imba City, Thủ Thiêm quận 2. Sau lưng mình thì đây là một tầm view của căn hộ. Thì view này được hướng ra quận 7 và sông Sài Gòn. Và bây giờ thì mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng của căn hộ nhé. Và trước tiên mình bước vào căn hộ thì bên tay phải của mình sẽ là một cái không gian bếp khá là rộng. Thì bên này là một cái tủ lạnh side by side thì được chủ nhà sẽ cung cấp cho mình trước sẵn luôn. Thì bên này sẽ là một cái bồn rửa và tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và bên này là sẽ có máy hút mùi và bếp điện. Và đây là lò nướng. Và bên này sẽ, và đặc biệt là chủ nhà này sẽ cung cấp sẵn cho mình đồ cơm điện nè, rồi máy đun nước nè, và tủ vi sóng luôn. Như mọi người đã thấy thì đây là sự khác biệt của căn nhà này so với những căn nhà khác. Thay vì đặt một chiếc bàn ăn vào đây thì chủ nhà đã lựa chọn cho mình đây là một cái đảo bếp. Và đảo bếp ở đây thì khi mà mình chế biến thức ăn thì mình có thể đứng đây chế biến thức ăn và mình có thể nói chuyện với những người trong gia đình mình ở phòng khách. Và khi mình đặt ghế vào đây thì mình sẽ có được một cái bàn ăn cho đủ 6 người. Tiếp theo thì mình sẽ đến với không gian phòng khách. Thì phòng khách sẽ được kết nối với phòng bếp, tạo nên một cái không gian cực kỳ rộng rãi. Còn đây là tầm view cực kỳ chill của căn hộ. Chúng ta có thể nhìn ngắm con sông Sài Gòn về đêm cực kỳ đẹp. Và phía xa xa kia là khu vực quận 7 và Phú Mỹ Hưng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi về thì mình có thể ngồi đây và nhâm nhi một ít cà phê và mình ngắm sông Sài Gòn và view thành phố về đêm. Rất chi là chill luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đưa mọi người đi tham quan phòng ngủ. Và đây là phòng ngủ nhỏ. Thì mình thấy phòng ngủ này khá là ấm cúng. Và điểm đặc biệt của cái căn phòng này thì có một cái cửa phun kính từ trần tới đất sàn, giúp cho chúng ta có thể ngắm trọn tầm view sông Sài Gòn. Khi bước vào phòng ngủ master thì mình có một cái tủ quần áo cũng khá là to, giúp ngăn cách giữa giường ngủ và nhà vệ sinh. Cũng chính nhờ ưu điểm của căn gốc, phòng ngủ master của mình sẽ được có hai tầm view. Tầm view thứ nhất là tương tự như phòng ngủ nhỏ, và tầm view thứ hai là mình sẽ hướng về quận 1 và mình sẽ thấy được tòa nhà Bitico. Vừa rồi thì mình đã đưa mọi người đi xem một vòng căn hộ. Thì căn này là, mà mình sẽ nhắc lại là căn này là căn 2 phòng ngủ, trục số 5, tòa 1A. Nếu mọi người có nhu cầu muốn thuê hoặc mua căn hộ ở Imba City thì mọi người có thể liên hệ cho tụi mình với số like bên dưới. Nhớ nhấn đăng ký kênh của tụi mình để xem thêm nhiều video về Imba City nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.